Vâng, lời đầu tiên thì Hoàng Audio xin phép được gửi tới toàn thể anh em Audio trên toàn quốc lời chào cũng như lời chúc sức khỏe trân trọng nhất ạ. Hôm nay thì em rất may mắn để mà dinh về cho anh em được một cái sản phẩm về thiết bị âm thanh rất là ok luôn cho anh em. Đó là con siêu trầm Velodyne. Velodyne thì cũng là một trong những cái dòng nổi tiếng nhất của thị trường Mỹ dành cho về những cái dàn sản phẩm về siêu trầm. Hôm nay em cũng dinh về được một con siêu trầm bass 30 Velodyne. Thì trước mắt anh em đó là con siêu trầm Velodyne sở hữu bát đánh mặt anh em nhé. Đấy, anh em có thể nhìn thấy về góc cạnh rồi tất cả mọi cái của nó rất là ok luôn, quá đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn. Với những cái sản phẩm mà nó được sản xuất cách đây tầm khoảng độ chục năm hoặc là 20 năm thì con này nó thuộc vào cái dạng rất là đẹp luôn, đẹp từng góc cạnh, và nói thật với anh em là nó còn thơm phức mùi mùi Mỹ luôn. Đấy, em vừa nói chuyện với một anh em, một ông anh thì ông anh cũng đã rất là trân trọng em và đã tức là yêu cầu Hoàng Audio tức là lấy về cho anh rất là nhiều sản phẩm rồi, mà ngày hôm nay em cũng chỉ là giới thiệu cho anh em thôi, còn chắc chắn ngày mai em nghĩ rằng là anh cũng sẽ sở hữu sản phẩm này. Đấy, đó là con trầm Velodyne. Thơm phức mùi Mỹ luôn. Đấy, cởi quả e căng ra cho anh em nhìn. Đấy, rồi. Quá đẹp luôn. Con trầm này nói thật luôn là về giá trị về trầm bát 30 thì nó chỉ là mức tầm trung thôi, nhưng về chất âm của nó thì là theo như ông anh cũng như là em thì anh em đồng quan điểm nó là ở một cái mức có thể nói là anh em không thể coi thường nó được. Đấy, anh em nhìn cái e-căng của nó đây, xương là xương gỗ nhá, xương gỗ và e-căng vải này, xương gỗ còn rất là nét, xương gỗ còn rất là nét. Đấy, một vài những cái vết bụi bẩn này thì vệ sinh phát là đẹp, căng ok luôn. Thơm phức luôn. Đấy, anh em có nhìn thấy này. Đấy, từ những cái đường keo của nó, keo là chuẩn chỉ luôn nhá. Chưa động chạm một chút xíu nào luôn, kể cả gân luôn. Gân đã ngả màu vàng vì là sử dụng rất là lâu năm rồi. Vỏ của nó thì là vỏ vân gỗ. Rất là hay luôn. Nó mất một cái nét ở đây bởi vì là khi sử dụng rất nhiều thì chắc chắn là những cái này thì nó phải mất đi rồi, nhưng mà được cái là tổng thể của nó còn quá đẹp luôn. Đấy. Đấy, anh em nhìn qua đây. Về cái sản phẩm này. Hôm nay em rất ưng ý và định sử dụng, nhưng mà ông anh ông đã dặn rồi thì bắt buộc là phải để cho ông anh. Nhưng mà nếu anh em có nhu cầu sở hữu thì cứ liên hệ với Hoàng Audio thì em sẽ tìm kiếm về cho anh em nhé. Đây này, anh em nhìn này. Từ những cái này thì có thể là những cái lẫy để mà mình đề những cái dây loa vào, tức là tín hiệu âm thanh vào đây, nó sẽ là tín hiệu âm thanh trực tiếp và nó sẽ là kiểu dạng súp hơi. Thường thường mình súp điện thì sẽ cắm vào đây. Đây là volume của nó, phím volume rất to, đặc trưng người Mỹ. Đấy, loud pass crossover có nghĩa là cắt đi những cái giải tần thấp. Ở đây người ta đang cắt là 60 Hz. Đấy, còn có thể người ta sẽ cắt đến 100 Hz, nhưng con này có thể đáp ứng đến cho anh em đó là 40 Hz nó có thể đáp ứng được. Đánh rất thấp và rất sâu. Đấy, đây là cái tản nhiệt rất nhỏ. Trầm Mỹ thì nó vậy. Trầm Mỹ thì thường thường là tản nhiệt nó rất tốt. Hoặc là những cái linh kiện của nó. Đấy, rồi. Đây này anh em nhìn rất rõ luôn này. Hàng Mỹ nói nhá, made in USA luôn này. Đấy, Velodyne Servo F Series. Có thể nói là cái dòng này thì thật sự luôn là em rất đam mê dòng này. Mà chẳng qua là ông anh ông đã liên hệ từ rất lâu và ông đặt hàng bắt buộc em phải lấy về. Với những cái model đẹp như thế này thì chắc chắn là em nghĩ rằng là anh cũng sẽ ưng ý thôi. Mình có làm một cái video để cho nó ok hơn. Velodyne Servo F Series. Đấy. Ở đây có đầy đủ model và là series của nó. Ngày sản xuất đấy, năm 1995 nhá. Nhưng mà anh em đừng coi thường cái năm 95 này, 95 này nó sản xuất vẫn rất là ok nếu như mà nó một dòng súp xịn của Mỹ. Đấy, Velodyne Acoustic ENC Sanjo. Đấy, nó sản xuất ở Sanjo nhá. Đấy, anh em nhìn này. Đấy. Nhìn qua với tất cả mọi cái, đấy em để cho anh em nhìn và trải nghiệm thôi. Còn chất âm của nó thì em không cần đánh lên làm gì nhiều. Không cần đánh, bởi vì sao, những cái dòng Velodyne này thì nó ngoài dòng Paradigm ra thì những cái dòng này nó là đẳng cấp rồi, quá đẳng cấp rồi. Hoặc là cũng có thể tùy từng cảm nhận của mỗi anh em. Ví dụ ông anh ông chơi với em thì ông lại rất thích dòng này và đặt một con súp 30, nhưng Paradigm có thể là hai mấy triệu anh cũng không thèm chơi, bởi vì sao, anh cũng là người có tiền, có người sở hữu rất nhiều những cái dòng trầm và những thiết bị âm thanh rất lớn, nhưng anh lại không thích dòng Paradigm. Bởi vì sao, vì anh không thích chất âm của nó, anh lại rất thích dòng Paradigm. Đấy, Paradigm mà lại nguyên bản như con này nữa thì em lại càng thích này. Đấy, rất là đẹp. Em rất thích dòng này, nhưng mà có cái là
anh đã đặt hàng rồi thì bắt buộc là nếu như anh thích thì mình lại phải nhường cho anh ấy thôi. Và em chào anh đầu tiên, chào hàng anh đầu tiên với cái giá rất là rẻ so với bình thường em bán. Bình thường con này em sẽ bán là 10 triệu 500 nhưng với anh sẽ phải thấp hơn. Đấy, thì tùy anh em, nếu như ngày mai nếu như anh không mua, anh không chốt, em sẽ bán cho anh em với cái giá là trên 10 triệu một chút thôi. Chỉ trên 10 triệu một chút với một con sản phẩm Velodyne còn đẹp từng góc cạnh như thế này. Em nghĩ rằng là rất nhiều anh em cũng muốn sở hữu. Đấy, thì nếu như anh em mà yêu mến Hoàng Audio và kênh của Hoàng Audio thì like cũng như là chia sẻ và đăng ký kênh giúp Hoàng Audio để mỗi ngày em sẽ làm những video tốt hơn, hay hơn nữa về những sản phẩm hay hơn nữa dành cho anh em. Đấy. Anh em mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0931 655 906. Đấy là cũng là số điện thoại cũng như là địa chỉ Zalo của em. Xin trân trọng và cảm ơn anh em rất nhiều.